Tiếp tục thông tin liên quan tới vụ việc hàng trăm trẻ dương tính với sán lợn tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an, UBND tỉnh Bắc Ninh xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc, nếu vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước thông tin hàng trăm hộ gia đình tại Thuận Thành, Bắc Ninh có mặt từ 3 giờ tại một số bệnh viện ở Hà Nội để xét nghiệm xem con mình có nhiễm sán lợn hay không, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế điều động ngay các bác sĩ, lực lượng chuyên môn, thiết bị về huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh để xét nghiệm cho các em học sinh. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an, UBND tỉnh Bắc Ninh xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc và sớm công khai kết quả. Bộ Công an tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, nếu vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo trên phạm vi cả nước về việc cung cấp thực phẩm, thức ăn cho các trường học đảm bảo an toàn cho học sinh. Đặc biệt, Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh, thành phố phải xem xét, tổng hợp, xử lý giải quyết các sự việc nghiêm trọng ngay khi có thông tin đăng tải trên các cơ quan báo chí.